Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan chịu di chứng từ tai nạn chấn thương sọ não. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan chia sẻ với Vietnamnet về tình trạng sức khỏe của mình hậu tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não hồi tháng 5 vừa qua. Hồi tỉnh từ tai nạn kinh hoàng, Phượng Loan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ chấp nhận mọi điều xảy đến với mình và làm tất cả để hồi phục sức khỏe. Nằm viện 27 ngày, chị cố gắng ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Nghệ sĩ ưu tú mất vị giác, miệng đắng ngắt vẫn cố hút cháo xoay những mỗi ngày, không bỏ bữa nào. Tôi chưa từng khóc vì cơ thể đau đớn, tính tôi kiên cường, đau mấy cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng khi được người thân đồng nghiệp vào thăm, tôi dễ dàng rơi nước mắt khi nhận được tình cảm của họ. Phượng Loan nói, thấy Phượng Loan sút cân, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi chị tổ yến, sữa, thuốc bổ. Nghệ sĩ ưu tú chỉ vào tay mình khoe, đây, tôi bây giờ có mất đi ram thịt nào đâu. Chị cũng rất biết ơn bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ hết lòng chăm sóc mình. Sau tai nạn, Phượng Loan mất nhiều thời gian để bình phục, chị hiện có thể hát dù sức khỏe xuống nhiều so với thời điểm trước tai nạn. Nghệ sĩ nói, do phải phẫu thuật chỉnh hình xương hàm, tôi hiện chưa dám mở to khẩu hình khi hát, nhiều lần vừa xuống sông câu vọng cổ, tôi bị choáng, đầu căng cứng. Nhưng với người từng ngã chấn thương sọ não, xuất huyết não còn hát được đã là một phước báu, ca được tôi sung sướng quên cả đớn đau. Tôi sẽ tập hát lại từ đầu, không sao cả, một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Trong cuộc sống đời thường, nghệ sĩ ưu tú thỉnh thoảng bị đau đầu, chị hiện không thể đi quá nhanh hay quay đầu đột ngột, nếu không sẽ gây xê sẩm chóng mặt. May mắn chị vẫn không quên tuồng bài nào. Phượng Loan hiện phải uống thuốc mỗi ngày, kiểm tra sức khỏe 2 tuần một lần và chụp não 1 tháng một lần. Lần gần nhất, chị được bác sĩ khen vì phục hồi tích cực nhanh chóng. Các vết thương do tai nạn hầu như đã lành, chỉ còn một vết sẹo nhỏ trên mắt phải. Vì tai nạn, Phượng Loan phải hủy toàn bộ lịch trình, bỏ lỡ nhiều công việc, chỉ được các bên hết lòng thông cảm hỗ trợ. Vì vậy, nghệ sĩ ưu tú mau chóng trở lại công việc để bù đắp cho thời gian mình bị tai nạn. Chị vừa tham gia hội đồng cố vấn cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang, sắp tới tham gia cuộc thi chuông vàng vọng cổ mùa mới. Trong đời, Phượng Loan từng gặp nhiều tai nạn dẫn đến gãy chân, 3 lần suýt mất hoàn toàn giọng hát trời phú. Tuy nhiên, chị chưa bao giờ than thở oán trách số phận. Nghệ sĩ ưu tú luôn xem sóng gió là một phần trong đời mình, sẵn sàng đối diện bằng tinh thần lạc quan, thậm chí sẵn sàng ra đi nếu đó là số kiếp của mình. Phượng Loan kết lại, qua tai nạn kinh hoàng tôi đã nhận quá nhiều ân tình từ mọi người, cả đời không quên được, tôi luôn mong mình mau khỏe để đi hát phục vụ khán giả, đáp lại tình cảm ấy. Trước đó, tối 19 tháng 5, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan bị tai nạn trên đường đi diễn tại thành phố Cà Mau. Chị nhanh chóng được chở vào bệnh viện địa phương, sau đó chuyển cấp cứu lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Nghệ sĩ được chẩn đoán chấn thương sọ não, bể xương quai hàm và gãy xương ngón tay.